Sáng nay, ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm và tặng quà đại đội Bộ Binh Quyện, chốt dân quân xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, chốt dân quân Bình Tân, thị xã Kiến Tường và đội K-73. Tại các nơi đến, đoàn công tác lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua. Chia sẻ với các đơn vị, ông Mai Văn Nhiều đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong công tác bảo vệ biên giới, chống dịch giúp dân, làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. Trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ quan tâm về công tác xây dựng cơ bản, bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp hài hòa về nội dung xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, giới phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.